Chúng ta sẽ bắt đầu. Một cái tụng Nam Mô Đà Sa ba lần. Nam Mô Đà Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Nam Mô Đà Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Và hôm nay là chúng ta học đến phần Hỷ Giác Chi Piti Sambhojanga. Và chúng ta đã biết là từ Bali là Piti, Piti là Hỷ. Và bây giờ, khi mà chúng ta nói về PT một cách đơn giản, và chúng ta cũng phải hiểu rằng rất là nhiều loại PT, nhiều loại hỷ khác nhau. Theo cái điều kiện của chúng ta, có một cái sự an tịnh của tâm, thì sẽ có những cái hỷ là cái hỷ khác nhau. Thì chúng ta phải chia ra định nghĩa thế nào gọi là PT, thế nào gọi là hỷ. Thì nghĩa là nếu hỷ đây nghĩa là ưa chuộng, thỏa thích thì đó là PT. Nghĩa chung là thỏa mãn, thỏa thích hay là ưa chuộng thì đó cũng gọi là PT, là hỷ. Và nó có thể thể hiện cái bản thân, cái thân của chúng ta và cái tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta có hỷ rất là mạnh thì tâm của chúng ta rất là tươi mới và thân của chúng ta cũng rất là tươi mới. Và cái thành tựu ở đây, của PT ở đây, nghĩa là hân hoan, hoan hỷ. Phụ thuộc vào cái cảnh. Cái cảnh khác nhau thì sẽ có những cái hỷ khác nhau, các loại hỷ khác nhau, các loại PT khác nhau. Nó phụ thuộc vào các cảnh. Khi mà chúng ta nói về PT, thì chúng ta có chia 5 loại hỷ, 5 loại PT khác nhau. Và thầy sẽ nói bằng trong Bali. Đầu tiên là Kodika PT, là tiểu hỷ. Khi mà anh tiền, chúng ta có thể kinh nghiệm những cái loại hỷ này. Ở đây dịch là tiểu hỷ, nghĩa là hỷ nhỏ, giống như là tóc dựng lên. Trong một cái khoảnh khắc, ví dụ như là lông tóc dựng lên, có thể chúng ta thấy ngứa ngứa chẳng hạn. Thì cái hỷ như vậy. Mà khi chúng ta có an tịnh của tâm, chúng ta có thể kinh nghiệm như vậy. Giống như là dựng tóc, lông tóc dựng đứng hay dựng lên hay hơi ngứa ở trong thì như vậy, thì đó là cái cấp độ của những cái hỷ. Và ngay cái lúc ban đầu khi mà sự sanh khởi cái hỷ này thì nó trở thành cái phân tán một chút, tại vì chúng ta chưa có quen với cái trường hợp như vậy hay là cái cảm giác cảm thọ như vậy, chúng ta chưa có quen thì chúng ta không cảm thấy thoải mái, thỏa thích. Và một số tiền sinh họ cảm thấy rất là thoải mái khi mà kinh nghiệm cái hỷ như vậy, cái tiểu hỷ như vậy. Và cái thứ hai, Kanika Piti là đàn hỷ. Chúng ta dịch là đàn hỷ, nghĩa là cái hỷ lạc trong một khoảnh khắc. Bây giờ chúng ta nói là Sanna hỷ, nghĩa là nhưng mà nó dài hơn. Dài hơn, lâu hơn là Kodika Piti, dài hơn cái tiểu hỷ, lâu hơn cái tiểu hỷ, nghĩa là rất là mạnh. Giống như là cái tia chớp, tia sét mà chúng ta có thể thấy là cảm giác sốc. Chúng ta có thể kinh nghiệm cái đó là thân chúng ta giật lên, chúng ta cảm giác như vậy thì đến ngay lập tức và nó không xảy ra nữa. Thì đó là một loại hỷ. Và chúng ta có thể nói nó sanh khởi và diệt rất là nhiều lần, sanh diệt rất là nhiều lần. Và ngay lúc ban đầu thì không nhiều, nhưng mà sau khi là nó cả thân chúng ta thấy cái cảm giác sốc như vậy. Nhưng mà không có, nó tương đối là thoải mái, là nó là cái thoải mái hơn là cái trước, cái tiểu hỷ. Và tiếp theo, Okandika Piti là ba hỷ. Nghĩa là giống như là mưa. Và nó giống như là chúng ta là thấy nó sẽ lan tỏa giống như là cái làn sóng. Là rất là nhiều, lần này cũng là khác là thiền sinh họ kinh nghiệm. Những cái làn sóng, những cái sóng mà lên xuống, chúng ta có thể cảm giác như là chúng ta trôi nổi. Rất là nhiều người họ nói rằng là bạn đề con cảm thấy rất là thoải mái, cái thân giống như là trôi nổi,
đang nổi. Thì đó gọi là piti, hỉ. Cho thấy rất là thoải mái giống như là đang nó trôi nổi vậy. Lên xuống vậy, như như thể là trên cái sóng vậy. Nhiều khi chúng ta đang bị giống như là bị đẩy, đang bị đẩy bởi cái sóng, đang đưa trôi trôi bởi cái sóng, là đi trước tiến về trước về sau, hay là chúng ta có cảm giác như cái sự đưa đẩy như vậy, như làn sóng như vậy, thì đó là một cái loại hỉ. Okanika piti. Và nữa tiếp theo là obika piti, là khinh hỉ, là nâng cao lên, cái hỉ mình nâng lên, làm cho thân của chúng ta cảm giác như là đang bay bổng, bay lên trên hư không. Nhiều khi chúng ta cảm giác như là thân của chúng ta là cảm giác như là cái thân, cái chân của chúng ta không còn chạm đất nữa, như là nâng lên, đẩy lên, là chúng ta giống như là chúng ta bay bổng lên trên. Thì đó là bốn loại hỉ này là tốt, nhưng mà không có tốt bằng cái cuối cùng này, đó là pranapiti, là biến mãn hỉ. Là khi mà chúng ta nhập vào jhana, chúng ta trong jhana, trong tầng tiền, chúng ta có cái hỉ này. Nhiều khi rất nhiều tiền sinh họ nghĩ rằng họ kinh nghiệm cái hỉ là họ đã chứng được thiền jhana, nhưng mà chưa chứng jhana. Cái jhana có thể là cái hỉ đó, hỉ rất là thô, nhưng họ nghĩ rằng họ đã chứng jhana, chứng thiền. Họ nghĩ rằng có cái hỉ rất là mạnh, cái hỉ rất là mạnh như vậy, cứ giống như là đang trôi nổi, là bay lên trên không. Thì họ nghĩ rằng họ nói là họ đã chứng được sợi nhi thiền rồi. Họ nói như vậy, thực ra thì chưa phải là chân á. Trong chân á là cái loại hỉ tỷ thứ năm này, hỉ thứ năm này. Như là cái hỉ này lan tỏa toàn thân. Và nó sẽ tồn tại lâu hơn tất cả các loại tỷ khác. Thân cảm thân chúng ta trở nên rất là an lạc, rất là thoải mái. Không có bị phân tán. Và không có lên xuống. Nó không có làm ảnh hưởng đến cái tâm của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta có pranapiti trong jhana, thì chúng ta có cái hỉ này, cái piti này, nó không làm ảnh hưởng đến cái tâm của chúng ta. Và đây, nhiều khi chúng ta cảm thấy rất là an lạc tại vì cái hỉ này, cái piti này. Đặc biệt khi mà chúng ta làm cái gì đó tốt hơn, hay là cái gì đó mà chính chân chính, thì chúng ta cảm thấy cảm rất là an lạc, rất là hạnh phúc, thì chúng ta cảm thấy cái hỉ lạc piti rất là mạnh. Cái đó là căn tính bình thường, cái hỉ bình thường. Và như vậy, khi mà chúng ta có thể hiện, chúng ta có thể hiện tốt, chúng ta có thể kinh nghiệm. Như thầy đã nói là năm loại hỉ ở đây, từng bước một, năm cái loại hỉ piti ở đây. Và từ lúc này qua lúc khác thì chúng ta cũng phải biết, chúng ta cũng phải dùng cái hỉ ở đây một cách mà đúng đắn. Một điều nữa đây chúng ta cũng cần phải biết rằng hỉ đây, piti đây có thể là tốt hay là xấu. Nhiều khi làm cái gì xấu, chúng ta cũng cảm thấy là cái sự thích thú hoan hỉ đấy. Khi chúng ta làm những điều xấu hay chúng ta làm những điều gì sai đó, nhưng chúng ta cảm thấy cái hỉ trong đó. Nhiều khi chúng ta làm ảnh hưởng đến người khác, nhưng mà nó làm cho chúng ta lại thích thú, đó là cái hỉ, cái piti. Nhưng mà cái hỉ này là cái hỉ bất thiện. Khi mà chúng ta làm những điều gì tốt và sau đó chúng ta hoan hỉ và chúng ta vui vẻ, hạnh phúc với điều đó, thì đó gọi là piti. Cái đó là bình thường. Nhưng cái đấy không có mạnh bằng cái lúc mà khi chúng ta hành thiền, cái hỉ trong lúc hành thiền. Và rất là nhiều những thứ mình thích thú ở đây. Nếu mà chúng ta thích thú rất nhiều thứ khác nhau, những cái thiết khả khác nhau, chúng ta có thể thấy được cái sự hỉ, cái piti ở đây. Nhưng mà cái đó không phải là cái thiện. Và đây, hôm nay là thầy sẽ giới thiệu với chúng ta là chỉ là một trong 11 cách để phát triển hỷ, là có 11 thứ để dẫn tới sự sanh khởi của hỷ giác chi. Piti Sambojanga. Và 11 là rất là nhiều, nhưng mà thầy nói tuần trước rồi, thầy không thể giảng hết được cả tất cả 11 thứ, nhưng mà thầy chỉ giảng đến về Buddha Nosati, niệm ân Đức Phật. Và trong 11 cách này thì là niệm Phật, là niệm Pháp, niệm ân Đức Tăng, niệm giới, niệm thí, Chaga, và niệm thiên, chư thiên, và niệm an tịnh về Niết Bàn. Niết Bàn nào? Thế 7 cái này đó là tùy niệm, là Anusati. Còn tất cả những cái còn lại, còn những thứ 4 cái còn lại, 4 cái thứ còn lại ở đây là bình thường, là giống như là bình thường.
Còn ở đây chúng ta nói về Buddha Nosati, niệm Đức Phật. Khi mà chúng ta muốn tăng trưởng hỷ, hay chúng ta muốn phát triển hỷ hay piti, thì chúng ta phải niệm Đức Phật. Và hầu hết là thầy không có giới thiệu về niệm Đức Phật cho những người mà không phải đạo Phật, đặc biệt là những người mà không rất là sai Phật giáo. Theo rất là nhiều những người mà như Phật, như đạo Phật, nhiều người họ nói rất là họ là đạo Phật, họ là Phật tử, nhưng mà họ rất là xa về cái lời dạy của Đức Phật. Nếu chúng ta nói về Buddha Nosati, niệm Đức Phật nói nó dạy đến người như vậy, thì họ không dễ dàng chấp nhận. Thì chính vì thế mà thầy không có khuyến khích họ hành Buddha Nosati hay là Tama Nosati, niệm Đức Pháp hay niệm Đức Phật. Và hầu hết chúng ta ở đây là người xuất gia, và hầu hết tối thiểu là chúng ta cũng phải biết là học văn của Đức Phật. Tại vì chúng ta phải biết, chúng ta phải theo lời dạy của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật. Và mọi nơi, mọi lúc, hay trong tất cả những nước Phật giáo, bất kỳ những nước, thì chúng ta biết được học văn của Đức Phật ở Pali. Itibiso Bhagava Arahant Samma Sambuddho Vicharana Sanna Sambandho, v.v. Thì tất cả là 9 học văn của Đức Phật. Mặc dù chúng ta nói về 9 học văn đấy, nhưng nếu chúng ta phân tích ra mà chi tiết ra, thì cả ngàn cái học văn của Đức Phật nữa, nếu chúng ta phân tích một cái chi tiết. Và đấy, chúng ta bắt đầu với Arahant, là bậc ứng cúng. Là thầy không biết là mất bao nhiêu thời gian để giảng về Arahant. Về Arahant ở đây nghĩa rằng, bình thường chúng ta dịch là ứng cúng, là Arahant, là ứng cúng. Nhưng mà khi mà chúng ta học theo cái ngữ pháp của Bali, Arahant là có 5 cái định nghĩa của Arahant ở đây. Đầu tiên là cái người đứng rất là xa, đứng xa và rất là xa những cái phiền não. Mà chúng ta nói một cái cách khác ở đây là Đức Phật là rất là xa tất cả những cái phiền não, tất cả các loại phiền não khác nhau. Cái phiền não ở đấy nghĩa rằng nó làm cho cái tâm nó trở nên màu sắc. Và cái tâm bình thường thì nó là tự nhiên, những cái phiền não sanh khởi thì nó trong cái tâm bình thường nó thanh tịnh, nhưng mà khi mà phiền não sanh khởi thì nó trở nên màu sắc. Nhưng khi chúng ta có dính mắc, nó vô được vào những cái tâm sở động sanh. Chúng ta có những cái tâm sở thì tâm nó trở nên thanh tịnh, hoặc là những trở nên không thanh tịnh. Khi mà cái mà phiền não sanh khởi thì tâm nó trở nên màu sắc. Thì chúng ta phải biết thế nào là phiền não, là thầy sẽ giới thiệu với chúng ta là một cách ngắn gọn. Tất cả chúng ta đều biết là tham, lô bạc, tham, dính mắc, tham ái, vân vân. Thì đó là lô bạc. Và tương tự như vậy, dosa, sân ở đây là sân, sầu, ưu, khổ, sợ, hái, sợ hái, và bất kỳ những cái thứ. Thì đó gọi là dosa, sân. Và chúng ta cũng có moha là si. Hầu hết chúng ta dịch gọi là si hay là mê mờ hay là vô minh. Nhiều khi chúng ta dịch là như vậy. Chúng ta dịch là vô minh hay là si. Thì moha, chúng ta nói moha sẽ tốt hơn. Tại moha ở đây là nó che đậy đi cái sự thật. Nghĩa là nó không có mở ra cái sự thật mà che đi cái sự thật. Thì đó gọi là moha. Và không chỉ vậy, chúng ta không biết cái quá khứ, không biết về tương lai, cái tương lai của chúng ta. Tại vì sao? Tại vì cái vô minh. Khi mà cái vô minh của chúng ta, cái moha của chúng ta, cái si của chúng ta không biết quá khứ, không biết tương lai. Để che đi, tại chúng ta biết rằng là Đức Phật là có thể nói trước, là có thể nói trước được đệ tử với đệ tử của Ngài, là Ngài sẽ nhập vào Niết Bàn trong vài tháng nữa. Là chính xác là trong 3 tháng, chính xác là 3 tháng, là Ngài có thể biết được tương lai. Tại vì không có tâm si, không có vô minh. Và Ngài cũng biết là không có còn tái sinh. Và Ngài biết được điều đó. Và để không nói về Đức Phật nữa mà chúng ta nói ở đây, giống như là cái nước Phật giáo, giống như là Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Tích Lan, Lào, thì rất là nhiều những cái người như đứa bé nhỏ đó, mà con bé trai bé gái có thể nói về kiếp khuất của họ, của những đứa bé đó khi mà sanh ở trong cái đất nước Phật giáo, thì cha mẹ của nó sẽ đồng ý với những cái nó nói. Những cái điều đó mà xuất hiện ở những cái tôn giáo khác thì họ sẽ không chấp nhận.
gia đình họ không chấp nhận điều đó. Những là cái đứa trẻ nó sẽ nói là nó trước kiếp là ai, ai là mẹ, ai là cha, và nói một cái chính xác cái kiếp trước của nó. Và là ngay cả mà những cái đồ đạc của nó quá khứ cũng có thể nhớ được. Thì nó có xảy ra ở rất là nhiều trong cái đất nước Phật giáo. Và điểm chính ở đây, hầu hết tất cả những đứa trẻ là nó có cái vô minh, cái màu hóa của nó, vô minh, cái si nó rất là ít. Và nó có thể biết được, khi mà nó trở nên lớn lên, thì nó từ nó quên đi. Và ngay ở Miến Điện, là có cái cộng đứa trẻ rất thông minh, và nó mang trâu trải. Có thể nhớ rất nhiều tam tạng về tam tạng. Khi mà nó còn nhỏ, thì đứa trẻ có thể tụng được rất nhiều về tam tạng. Thì nhớ rất nhiều người với bất ngờ tại sao mà nó có thể nhớ được. Tại vì quá khứ của nó là một vị pháp sư. Mặc dù là đứa trẻ đó chưa bao giờ tới trường, nhưng mà có thể nhớ rất là nhiều thứ trong tam tạng. Nhưng khi mà vị đó lớn lên thì bị quên mất, không còn nhớ được nữa. Và điểm chính ở đây, đó là cái vô minh hay cái si, hay chúng ta nói trong Pali là moha. Khi mà chúng ta có một cái moha ít hơn, thì chúng ta sẽ có kiến mà trong sáng hơn, thanh tịnh hơn. Và nó không che đi cái quá khứ của chúng ta. Chúng ta có thể thấy được cái quá khứ của chúng ta. Cũng tương tự như vậy, cái tương lai của chúng ta, cái vị lai của chúng ta. Nếu chúng ta có cái vô minh, cái si, hay là cái si mềm rất là mạnh, Bali gọi là moha, thì chúng ta không biết được quá khứ và không biết được tương lai, không biết được vị lai. Thì đó là cái năng lực của sức mạnh của moha, của vô minh hay của si. Và Đức Phật là đã xa khỏi cái moha. Nữa là mana đây là ngã mạn. Tất cả mọi người đều biết là mana, đúng không? Được ngã mạn. Tất cả chúng ta, hầu như chúng ta đều biết, chúng ta là tự hào, là tự kiêu mạn về cái sự trí tuệ của chúng ta, cái tiện xảo của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta, và cái ngay cả cái hành thiền của chúng ta nữa. Nếu chúng ta mà kiêu mạn, tự hào về cái điều đó quá mức, thì chúng ta không thể hành thiền tốt được. Điều đó là điều chắc chắn. Và chúng ta không nghe lời nữa. Và chúng ta không dễ dàng để mà lắng nghe. Và một điều nữa ở đây, chúng ta có ba loại mana ở đây, ba loại ngã mạn ở đây. Nếu mà chúng ta nói về ngã mạn ở đây thì không phải là dễ lắm. Nếu chúng ta có ba loại mana ở đây, ba loại ngã mạn ở đây, thì nó rất là xa từ cái ngã mạn hay cái kiêu mạn. Nhiều khi chúng ta dịch là kiêu mạn chẳng hạn. Chúng ta có thể nói là kiêu mạn chẳng hạn. Nghĩa là cái loại bậc thường, nghĩa là chúng ta hơn người khác, thì đó là nghĩa là cái ngã mạn, cái mana cao hơn, nghĩa là chúng ta so sánh, chúng ta nghĩa là cái mana này là chúng ta cao hơn người khác. Nghĩa là chúng ta nghĩ chúng ta cao hơn người khác, là cái bằng. Chúng ta nói là chúng ta là người, chúng ta bằng nhau, ngang bằng với nhau, bình đẳng với nhau, ngang bằng nhau. Nhưng mà chúng ta là con người, chúng ta có những sự khác biệt, là thiện xảo, những cái phẩm chất khác nhau. Nhưng mà chúng ta nói là chúng ta bằng nhau. Đó là cái mana mà ngang bằng. Là cái mana thấp hơn. Nghĩa là nó tới từ cái sự mà chúng ta nghĩ là so sánh với người khác, như chúng ta thấy là chúng ta thấp hơn người khác, thì đó vẫn gọi là mana. Điều đó nghĩa rằng Đức Phật không có mana, không có ngã mạn, và tâm của Ngài rất là an tịnh. Và Ngài, mặc dù Ngài biết là Ngài là cao thượng, nhưng mà Ngài không có ngã mạn với cái năng lực của Ngài. Và Ngài không có nói là ngang bằng hay là thấp hơn. Thì đó gọi là mana, tất cả cái đó gọi là mana. Và cái tà kiến ở đây thì tà kiến rất là nhiều. Thực ra khi chúng ta muốn biết và rất là nhiều thứ mà chi tiết về tà kiến, thì chúng ta đọc là trong Dika Nikaya, là bài Dika Nikaya đầu tiên của trong trường mục kinh, là chúng ta sẽ thấy được nói rất là nhiều loại tà kiến khác nhau. Nếu chúng ta không chấp nhận và không tin và nghiệp và quả của nghiệp, điều đó nghĩa rằng chúng ta không làm chúng ta tốt hơn được. Nghĩa là chúng ta là Phật tử, chúng ta tin vào nghiệp, nhưng mà chúng ta phụ thuộc vào nghiệp quá nhiều, chúng ta phải cẩn thận. Cái gì cũng đổ cho nghiệp là cẩn thận. Nhiều khi mọi người nói là chúng ta nói là cái nghiệp chúng ta không thay đổi được, cái đó không phải vậy. Tất cả những cái nghiệp quá khứ là cái nhân hỗ trợ thôi. Còn nhiều khi là cái nghiệp tái tạo. Nhưng cái nghiệp trong ngay kiếp này, tất cả những cái nghiệp quá khứ nó trở nên mạnh là nó phụ thuộc vào cái nghiệp hiện tại của chúng ta. Chúng ta phải điều khiển về chỉnh, dùng một cách đúng đắn. Nếu không, chúng ta sẽ nắm giữ cái tà kiến. Và ở đây rất là nhiều cái tà kiến khác nhau.
thì chúng ta có thể đọc ở trong Digha Nikaya, trong trường bộ kinh. Chúng ta có thể tìm thấy ở đó, trong Digha Nikaya. Và nữa, và hoài nghi. Ở Bali chúng ta nói là Vichikicca là hoài nghi, nghi ngờ. Rồi chúng ta có thể nói là chúng ta không có quyết định. Chúng ta không quyết định được. Giống là chúng ta đứng ở ngã ba, ngã tư, chúng ta không biết là chúng ta đi hướng nào. Thì đó là Vichikicca. Và ở đây, trong trường hợp này, nếu chúng ta hoài nghi về hồng ân của Đức Phật, ân Pháp, ân của ân Đức của Tăng, mà không chỉ vậy, về hoài nghi về quá khứ, về hiện tại, về tương lai, kiếp vị lai, thì tất cả những cái đó gọi là Vichikicca, hoài nghi. Và Đức Phật không có cái hoài nghi về kiếp quá khứ, về kiếp hiện tại và kiếp tương lai, kiếp vị lai. Tại Đức Phật thấy và biết một cách rõ ràng. Và ngay cả trong hành thiền Vipassana, chúng ta có cái thanh tịnh. Đó, thanh tịnh là vượt qua hoài nghi. Thì cái thanh tịnh này là chúng ta phải quán cái kiếp quá khứ của chúng ta và cái duyên khởi của chúng ta là quá khứ, hiện tại, nhân duyên và hiện tại, tương lai. Chúng ta có thể vượt qua tất cả quá khứ về tương lai, về hiện tại, về quá khứ, về hiện tại và về tương lai, về vị lai. Và cái nữa là Thina, hôn trầm. Và Thina ở đây là giống như chúng ta mệt mỏi, ngay cái tâm mệt mỏi. Và Đức Phật cũng có thân, và Ngài cũng có cái sắc này, sắc thân này. Nhiều khi Ngài phải làm rất là tích cực thì Ngài cũng mệt, nhưng mà cái tâm của Ngài không mệt. Nghĩa là cái tâm mà mệt mỏi đó thực ra là cái phiền não. Nhiều khi á, thì nghĩ là rất là nhiều chúng ta có kinh nghiệm, sau khi mà nửa tiếng chúng ta quá mệt mỏi, chúng ta không muốn làm gì. Sau một tiếng chúng ta nghĩ là chúng ta quá mệt, chúng ta không muốn hành thiền nữa. Đó nghĩa rằng chúng ta lãng phí cái năng lượng của chúng ta trở nên mệt mỏi. Nhưng mà Đức Phật, Ngài sẽ không bao giờ mệt như vậy. Và thân của Ngài có thể mệt, nhưng mà tâm không bao giờ mệt. Thì đó gọi là Thina, hôn trầm. Nữa, Udacca là phong tâm. Cái đó là cái mà rất là phổ biến trong chúng thiền, đúng không? Trong thiền, phong tâm. Tất cả hầu hết chúng ta đều có phong tâm. Nếu không có phong tâm, chúng ta không hành thiền được. Chúng ta không muốn hành thiền nữa, không cần hành thiền nữa. Nếu mà chúng ta không có phong tâm, chúng ta không cần hành thiền nữa, đúng không? Tại chúng ta có phong tâm, chúng ta hành thiền. Cái này rất là phổ biến. Cái tâm chúng ta thích rất là nhiều cái cảnh khác nhau, những cảnh màu sắc khác nhau. Và rất là nhiều âm thanh khác nhau, mùi khác nhau, vị xúc chạm khác nhau, nghĩ suy nghĩ khác nhau, tư duy khác nhau. Và rất là nhiều và như vậy. Nếu mà chúng ta không có phong tâm, phóng dật, thì chúng ta phải luyện cái tâm chúng ta tốt hơn. Và Đức Phật đã luyện tâm của Ngài, và chúng ta Ngài không còn phóng dật. Và hai cái nữa là tam và quý. Và ấy là khi, như là chúng ta nghĩ rằng cái điều đó là điều mà xấu hổ khi mà làm điều sai. Như là chúng ta có tàm Hiriyotaba, nhưng chúng ta sợ hãi làm cái điều sai. Nhiều khi người ta làm cái điều gì mà sai trái, người ta sẽ sợ, hầu hết là vậy. Nhưng một số người ấy, họ không sợ bất kỳ cái điều gì, ngay cả những việc sai trái họ không sợ. Nếu chúng ta sợ hãi để làm những điều sai, nghĩa là chúng ta có cái tàm. Chúng ta không muốn phá vỡ tất cả những cái luật lệ, hoặc chúng ta không muốn làm hại bất kỳ ai. Đó gọi là tàm. Nghĩa rằng là Đức Phật, là tâm của Đức Phật là xa tất cả những cái phiền não đó. Còn vị A-la-hán thì sao? Là vị A-la-hán là cũng rất là xa những cái phiền não. Tất cả vị A-la-hán là đã nhổ bỏ tất cả những cái phiền não. Nhưng mà tại sao chúng ta chỉ nói về Đức Phật ở đây? Tất cả vị A-la-hán là không được nhổ bỏ những cái phiền não, cùng với những cái xu hướng, thói quen. Nhưng mà Đức Phật là có thể nhổ bỏ được tất cả những cái phiền não, cùng với cái xu hướng, thói quen và xu hướng.
Và như vậy, đó là cái sự khác biệt là Đức Phật và các đệ tử. Và nói tóm lại, ngắn lại, khi mà chúng ta có rất nhiều cái tham, thì nhiều khi tâm chúng ta không được thoải mái. Và tương tự như vậy, nhiều khi mình cảnh khái thì không sao. Cái tham thì thường là những cảnh khái. Tại vì những cảnh khái nên chúng ta tham. Còn đô xa sao, sân thì sao? Cái này rất rõ ràng là cái cảnh không khái. Khi chúng ta muốn khóc, chúng ta không lo cái gì, không nghĩ gì. Và chúng ta không muốn sầu ưu. Và không an vui. Đó là bất thiện, akusala. Đó là tâm bất thiện, akusala. Tại vì những cái cảnh, những cái thứ mà không khái. Là như vậy, nghĩa rằng khi bất kỳ khi nào mà chúng ta có cái tâm sân, dosa, rất là mạnh, thì chúng ta phải niệm Đức Phật là chúng ta thấy rằng là tâm của Ngài đã xa những cái dosa, thì chúng ta thấy cái an tịnh của tâm của Ngài như là mạnh mẽ mức nào. Nhiều khi cái tham cũng ảnh hưởng đến tâm của chúng ta. Và tâm của Đức Phật là cũng xa từ cái tham. Chính vì thế mà tâm của Ngài rất là an tịnh. Chúng ta thấy tất cả những cái phiền não, 10 cái phiền não như vậy. Và nếu mà theo truyền thống, thì rất là nhiều cái học giả người Miến Điện nói về hồng ân của Đức Phật, ân Đức Phật. Và họ có nhiều cách khác nhau, cái giảng giải khác nhau về hồng ân của Đức Phật. Và một cái học giả, họ nói, khi mà vì đó tham, vì nhớ rằng Đức Phật là xa từ những cái tham ấy, từ những cái tham khi mà vì sân, vì nhớ hồng ân của Đức Phật, là Đức Phật đã thoát khỏi những cái sân. Và họ niệm vị đó niệm ơn Đức Phật như vậy. Thì đó là hồng ân đầu tiên. Mặc dù chúng ta nói là hồng ân của Đức Phật là như vậy, là chín vậy, nhưng mà thực ra chúng ta nhân lên cả hơn cả ngàn hồng ân của Đức Phật. Và cái thứ hai, cái định nghĩa thứ hai ở đây là cái người phá được cái kẻ thù. Kẻ thù ở đây cũng là cái phiền não. Là một lần nữa nói, kẻ thù ở đây chính là phiền não. Chúng ta có rất là nhiều cái kẻ thù. Là những người khác nhau, những chúng sanh khác nhau. Có thể làm ảnh hưởng tới chúng ta. Khi mà chúng ta nhìn thấy nhau, gặp nhau. Nếu mà chúng ta ẩn, thì họ sẽ không ảnh hưởng. Chúng sanh nó không làm ảnh hưởng tới chúng ta. Nhưng mà cái phiền não là bất kỳ nơi nào chúng ta đi, chúng ta sẽ không thoát được. Là cái phiền não sẽ đi cùng với chúng ta mọi lúc. Và như vậy, là cái kẻ thù bên trong chúng ta. Là cái thù là cái của chúng ta, cái phiền não của chúng ta sẽ làm phá hủy cái tâm của chúng ta, nó làm cái tâm của chúng ta trở nên màu sắc, nó không làm cho cái tâm của chúng ta tiến bộ được, phát triển được. Và như vậy là Đức Phật đã phá hủy tất cả những kẻ thù ở đây là phiền não. Thì đó cũng gọi là, đây cũng là cái định nghĩa của Arahant. Và nữa, và định nghĩa thứ ba ở đây, đó là người mà phá hủy tất cả những cái nan hoa của luân hồi samsara, như là 12 cái nan hoa của duyên khởi, như trong cái bài tụng kinh hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là tụng kinh buổi sáng, chúng ta vichas, thì đó là duyên khởi. Thì tất cả là 12 cái chi, và đó cũng là cái nan hoa của vòng luân hồi samsara. Là bây giờ chúng ta thấy, khi mà chúng ta có cái xe máy, xe motorbike, xe bạt đó, là có cái vòng tròn thì có cái nan hoa đó. Nhưng là cái bánh xe thì có cái nan hoa kết nối. Nếu chúng ta phá hủy tất cả cái nan hoa thì cái bánh xe không thể nào mà lăn bánh được nữa. Tương tự như vậy, chúng ta là phá được tất cả những cái chi của cái duyên khởi. Chúng ta có thể dừng lại cái vòng luân hồi, phá hủy được cái samsara, cái vòng luân hồi chúng ta. Cái là 12 cái chi của duyên khởi, rất là nhiều thứ ở đây. Nếu chúng ta nói ngắn gọn lại. Ở đó sẽ có phiền não. Ở đó sẽ có nghiệp. Cái này nói là hành động, nghiệp và quả của nghiệp. Ở đó sẽ có quả của nghiệp. Như là chúng ta thấy là ba cái nan hoa ở đây. Khi vào luân hồi chúng ta có thể nói là ba cái nan hoa ở đây, là phiền não, nghiệp và quả của nghiệp. Chúng ta có thể muốn có rất nhiều thứ, có được rất nhiều thứ. Đó là phiền não.
Và bây giờ chúng ta tạo ra những cái hành động để có được, thì đó là nghiệp, karma. Và cái karma này, nó cho cái quả là quả của nghiệp, vibhaka. Và sau đó vibhaka này, thầy cho một cái ví dụ đi, để chúng ta dễ hiểu. Bây giờ ví dụ như là chúng ta không có nhà đi. Chúng ta muốn có cái nhà, thì chúng ta sẽ cố gắng để làm. Đầu tiên là chúng ta phải có được cái nhà đầu tiên. Và chúng ta cố gắng, chúng ta phải kiếm tiền, hành động, đó là cái hành động. Và chúng ta có được cái nhà. Khi mà chúng ta có được cái nhà, ngay lúc ban đầu chúng ta rất là vui, và sau một thời gian ấy, thì chúng ta thấy là nhà chúng ta nhỏ quá, và chúng ta lại muốn có cái nhà to hơn, là có nhiều nhà hơn. Cả tham tiếp tục lại có cái tâm tham, và chúng ta lại phiền não đây thì chúng ta lại làm cái hành động và cho lại cho cái quả, và tiếp tục lại cái phiền não tiếp. Nhiều khi chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta lại có cái nhà phải to hơn nữa cơ, thì bắt đầu chúng ta lại cái phiền não khởi sinh, thì nó nghĩa rằng cái phiền não ở đây là vô hạn. Mặc dù chúng ta có thể có được cả thế giới này, nhưng không thể thỏa mãn cái tâm của chúng ta, tại vì cái tâm của chúng ta, cái tham của chúng ta thì nó to hơn cả cái cõi thế giới này, cả cái vũ trụ này. Và nữa, chúng ta tạo nên cái hành động, cái nghiệp, chúng ta sẽ có được, chúng ta sẽ có những tham hơn nữa, và chúng ta muốn nữa, có được, chúng ta có được, chúng ta lại tham tiếp, thì đó gọi là samsara, đó là cái vòng luân hồi. Samsara ở đây, chúng ta không phải chờ đến khi chúng ta chết, và ngay hàng ngày của chúng ta, cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đó là samsara, là vòng luân hồi. Hàng ngày chúng ta có cái tham, chúng ta cố gắng để có được cái tham, chúng ta có được, thì đó là samsara rồi, đó là vòng luân hồi rồi, chứ không chờ đến khi chúng ta chết nữa. Và Đức Phật đã phá hủy được tất cả những cái nan hoa của samsara, của vòng luân hồi, không còn phiền não, không còn nghiệp để có được cái gì, và không còn cái quả, không còn cái quả của cái nghiệp mới. Và là Ngài có thể dừng lại cái vòng luân hồi. Và tất cả các vị A-ra-hán có thể bỏ, phá hủy được cái nan hoa của samsara, của vòng luân hồi. Và tiếp theo, ở đây chúng ta có thể nói là 12 cái chi của xuyên khởi. Và nếu chúng ta nói một từng cái một, ví dụ như là cái người mà đã phá hủy là avijja, là vô minh. Đó là một cái nan hoa của samsara, của vòng luân hồi. Người đã phá hủy được sankhara, là các hành. Và chúng ta có thể nói rằng đó là một cái nan hoa. Thì chúng ta có thể đếm rất là nhiều cái hồng ân của Đức Phật nữa. Vì chính vì thế, mặc dù chúng ta nói đơn giản như vậy, là cái nan hoa của vòng luân hồi là 12 chi của duyên khởi, nhưng mà chúng ta có thể nhân đến 12 lên. Và nữa, thứ tư, là cái người mà xứng đáng được thọ nhận 4 vật dụng, tứ vật dụng, tại vì giới hạnh cao thượng của Ngài, định và trí tuệ cao thượng của Ngài, và cái thẩm sát cao thượng của Ngài. Và chúng ta cũng có giới, nhưng không thể nào mạnh bằng giới của Đức Phật. Tại vì chúng ta phải cố gắng để chúng ta không làm. Nhưng mà đối với Đức Phật và các vị A-la-hán không còn phiền não, là các ngài có thể tránh tất cả những cái thứ bất thiện một cách tự nhiên. Nhiều khi chúng ta phải muốn làm gì đó, sẵn sàng làm gì đó, nhưng mà do cái giới luật chúng ta không nên làm, chúng ta phải ép cái tâm chúng ta không nên làm. Những cái thứ chúng ta nghĩ trong tâm là khác, nhưng mà chúng ta làm vào miệng hay là hành động của chúng ta hay là nói chúng ta lại là khác. Nhưng mà chúng ta nói bên đằng, nhưng mà trong tâm chúng ta nghĩ bên nẻo. Nhưng những cái thứ chúng ta muốn làm, nhưng mà những cái thứ chúng ta làm và những thứ chúng ta nghĩ lại khác nhau. Nhưng mà tâm của Đức Phật thì rất là thanh tịnh, rất là trong sáng. Ngài sẽ làm như Ngài nói, Ngài sẽ nói như Ngài làm. Thì đó là Đức Phật. Và nữa, và định ở đây, chúng ta không thể tưởng tượng được định của Ngài, tại vì Ngài có tất cả những thần thông. Và một điều nữa ở đây là giáo pháp của Đức Phật là khác với những truyền thống khác. Ví dụ như là những cái tôn giáo khác ở đây, họ có thể nói là họ đệ tử của, nghĩa là họ theo tin vào Chúa, nhưng mà họ không thể là Chúa được.
Nhưng mà là trong Phật tử, trong Phật giáo, chúng ta có thể mà thành Phật. Nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta có thể thành Phật. Và Đức Phật cũng dạy làm thế nào để trở thành Phật. Làm thế nào, chúng ta phải làm gì để thành Phật. Và tương tự như vậy, thần thông. Đức Phật cũng dạy làm thế nào để thực hành, để đắc được thần thông. Và như vậy, nó ngắn gọn lại, thì định của Ngài là cũng là cao hơn tất cả các vị A-la-hán. Ngài có thể đắc tất cả các thần thông, và Ngài có thể dạy tất cả các thần thông cho đệ tử. Và trí tuệ vì Vipassana, trí tuệ. Tôi nghĩ là một tháng trước, Thầy có một bài pháp ở một cái làng ở gần Mô Lâm Nhai. Là cũng vào ngày Padimokkha, ngày Bồ Tát. Và Ngài nói về, Thầy nói về ngày Buddha Vansa, lịch sử Đức Phật, về Phật sử. Và trước đó, Thầy đi, trước khi đi tới đó, Thầy phải chuẩn bị, Thầy phải đọc rất là nhiều những cái bài kinh và chú giải, phụ chú giải, vân vân. Và bây giờ Thầy sẽ giới thiệu với chúng ta rất là đơn giản về phân biệt danh sắc bên trong bên ngoài. Và trong Phật giáo thì rất là nói là không có nam, không nữ, không có tôi, không có bạn, chỉ có danh và sắc, namarupa. Cái đó là rất là bình thường, rất là phổ biến, mọi người đều nói như vậy. Đặc biệt là đất nước Phật tử, đất nước Phật giáo như là Miến Điện. Đặc biệt là những người mà ở trong thiền lâu, họ sẽ nói về namarupa, danh sắc rất là nhiều. Nhưng không có tôi, nếu chúng ta biết danh sắc, chúng ta có thể nói là không có tôi, thì đó là danh sắc. Không có bạn, chúng ta phải thấy là bên ngoài, danh sắc bên ngoài. Nếu không, chúng ta không thể nói là không có bạn. Mà không nam, không nữ, là chúng ta cũng phải biết về danh sắc bên ngoài. Nếu mà chúng ta biết chúng ta là chỉ là danh sắc, tất cả chúng sanh khác là tất cả những vật vô tri, hữu tri đều là namarupa, là nama, là rupa, thì chúng ta có thể nói là không có nam, không có nữ, không có bạn, không có tôi. Và điểm chính ở đây, chúng ta phải biết được là namarupa bên ngoài, danh sắc bên ngoài. Và nữa, khi mà chúng ta học ở Bali, ở trường Bali, theo truyền thống Bali, học Bali, là Đức Phật, khi mà Đức Phật hành thiền, trước khi mà Ngài chứng được Phật quả, là Ngài có thể phân biệt được danh sắc bên ngoài, bao nhiêu cái cõi thế giới, bao nhiêu cõi vũ trụ. Là không chỉ là một cái cõi vũ trụ, mà chúng ta có thể nói là Pali Chakravala, là cõi thế giới, nghĩa là vũ trụ Chakravala. Là trong Phật giáo là chúng ta có thể thấy là Chakravala nghĩa là vũ trụ vô hạn. Chúng ta không biết là bao rộng bao nhiêu, lớn bao nhiêu, cái vũ trụ rộng bao nhiêu, lớn bao nhiêu, thì đó là vũ trụ vô hạn. Và một điều nữa ở đây, khi mà Đức Phật đã phân biệt danh sắc bên ngoài namarupa là bao nhiêu cõi vũ trụ, là hai cái điểm nhìn ở đây. Người ta nói là 10.000 cõi vũ trụ, 10.000 cõi thế giới, nghĩa là 10.000 cõi vũ trụ ở đây, rất là lớn đúng không? Nhưng mà namarupa của tất cả chúng sanh ở trong 10 cõi vũ trụ là Ngài có thể biết được từng cá thể một, tất cả chúng sanh, từng chúng sanh một. Và có một cái trillion, một cái tỷ tỷ, chứ không phải là một triệu, một tỷ, nó một trillion, nghĩa là một cái tỷ tỷ. Nhưng là cái điểm họ nói như thế nào không phải điểm chính. Nhưng điểm chính ở đây là họ chúng ta nói là 10.000 cõi vũ trụ đi, như là cái tuệ Vipassana. Chúng ta có thấy là cái ánh sáng trí tuệ của Ngài là sáng mức độ nào. Thì khi mà tâm của chúng ta, ánh sáng trí tuệ của chúng ta trở nên rất sáng, chúng ta có thể thấy mọi thứ rõ ràng. Và bây giờ, ánh sáng của chúng ta sáng mức độ nào? Thì ở bên xung quanh mặt chúng ta, trước mặt chúng ta đúng không? Chúng ta đừng có tưởng tượng.
Nếu mà chúng ta thấy ánh sáng của chúng ta mà xung quanh vùng này, chúng ta thấy được xung quanh vùng này thôi. Khi ánh sáng trở nên rất là sáng, chúng ta có thể thấy rất là xa. Ngay ngả Anuruddha là có thể thấy rất nhiều cõi thế giới. Và thần thông của Ngài rất là mạnh, là cái ánh sáng cũng rất là mạnh, ánh sáng của trí tuệ rất là mạnh. Và điều đó nghĩa rằng là tuệ của Đức Phật rất là mạnh và rất là sáng, nên là Ngài có thể thấy được là 10.000 cõi vũ trụ, tất cả chúng sinh và tất cả danh sách của từng chúng sinh một. Chính vì thế mà nó dành một thời gian, cần một thời gian rất là dài, cả một đêm để Ngài hành. Và rất là nhiều đệ tử của Ngài là nghe một bài pháp rất là ngắn có thể chứng được A-la-hán. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại cần thời gian dài như vậy? Tại vì Ngài dùng thần thông, dùng tất cả cái năng lực của Ngài để thấy được tất cả các loại danh sắc bên ngoài. Thì chính vì thế mà chúng ta có thể tưởng tượng rằng là sức mạnh của tuệ của Ngài là mạnh đến mức độ nào, là trí tuệ cao thắng, cao thượng. Dipanya. Chính vì thế mà Đức Phật là xứng đáng được để nhận sự cúng dường. Là tất cả những loại tứ vật dụng, loại vật dụng khác nhau. Và bây giờ thầy cũng phải giới thiệu với chúng ta một điều nữa. Đó là bữa đầu tiên của Đức Phật và bữa cuối cùng của Đức Phật. Bữa ăn đầu tiên và bữa ăn cuối cùng của Đức Phật. Nghĩa là bữa ăn đầu tiên là trước khi mà thành Phật đạo, Đức Phật chứng Phật đạo, và bữa cuối cùng đó là bữa trước khi mà Đức Phật nhập Niết bàn, Đức Phật mất. Và rất là nhiều là chư tiên xuống để cúng dường vật thực, như là xuống cái hình dạng của người. Những người bình thường ăn cái vật thực của chư tiên như vậy thì họ sẽ không thể tiêu hóa được, không được, và họ sẽ chết nếu mà ăn vật thực của chư tiên. Nhưng mà Đức Phật là Ngài có thể ăn, mặc dù Ngài bệnh, Ngài rất là yếu rồi, nhưng mà sau khi ăn mà cái thực vật của chư tiên, thực phẩm của chư tiên vậy. Nên chúng ta nói về một số người nói là thịt, đó là thịt heo, thịt lợn. Nhưng mà nếu chúng ta nói, nếu mà nói về Bali thì đó không phải thịt đâu, không phải thịt heo đâu. Thì nó không, thì nếu mà phân tích theo ý nghĩa của Bali, sukara ở đây nghĩa là heo, thịt lợn. Sukarika là thịt heo. Một số người ta nói nó giống như một cái loại rễ, đây là bữa ăn cuối cùng của Đức Phật, nó giống như một loại rễ, loại thuốc, một cái loại rễ thuốc có thể ăn được. Và cái vị chúng là đó nấu và cúng dường Đức Phật. Vì thời kim hoàn đó, nhưng mà những người bình thường ăn cái vật thực đó họ sẽ chết ngay lập tức. Nhưng mà Đức Phật là Ngài có thể chịu đựng được, thân của Ngài có thể chịu được. Và tương tự như vậy, bữa ăn đầu tiên của Ngài, nếu người bình thường ăn họ sẽ chết, nhưng mà nhưng Đức Phật có thể ăn được, có thể dùng được, thọ dụng được. Nhưng mà điểm chính đây, mặc dù cái vật thực rất là cao thượng, Đức Phật có thể dặn được, tại vì cái tâm của Ngài, cái thân của Ngài, sức khỏe của Ngài và trí tuệ của Ngài và tất cả cái năng lực tâm của Ngài. Và đó chúng ta gọi ở Bali là xứng đáng được nhận cái vật cúng dường, cái thứ vật dụng đơn ngạn, và A-la-hán đó là định nghĩa của A-la-hán, A-la-hán. Và cuối cùng những cái người mà vắng mặt tất cả cái việc ác mà bị giấu giếm, rất là nhiều người, nghĩa là ở bên ngoài thì họ sẽ không làm điều xấu, nhưng mà đằng sau thì họ làm nhiều điều xấu. Nhưng mà Đức Phật, nghĩa là ở bên ngoài hay là chỗ kín hay chỗ không kín, thì tập thể Ngài không bao giờ làm điều sai. Thì đó là A-la-hán, là hồng ân đầu tiên, ân đức đầu tiên của Đức Phật, A-la-hán ứng cúng. Và chúng ta có một thời gian ngắn đúng không, thì chúng ta đến Sammasambuddho là chế miễn trì, nghĩa là đến Sammasambuddho là có thể buổi pháp này sẽ hết. Sammasambuddho là thầy sẽ phân tích một cái thêm ngữ pháp của Bali. Sama đấy, Sam
Buddha, được không? Sama rất là nghĩa là rất là tốt, nghĩa là Sam ở đây nghĩa là giống là chính ngài, và Buddha nghĩa là giác ngộ. Và chính ngài là biết tất cả mọi thứ rất là rõ ràng, thì gọi đó gọi là Sama Sambuddha, chánh biến trì. Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta học cái gì đó, chúng ta phải cần thầy, chúng ta cần phải học. Nhưng mà đối với Đức Phật thì không ai dạy ngài, nhưng mà ngài có thể hiểu được từ thánh đế, chính do chính ngài giác ngộ. Và một điều nữa ở đấy, nếu mà chúng ta nói Buddha, Buddha là giác ngộ, thế làm thế nào chúng ta cần phải biết cái Đức Phật giác ngộ cái gì? Chính ngài, do chính ngài, ngài giác ngộ điều gì? Chúng ta gọi Bali Eradama, nghĩa là cái pháp là cần được biết, và do cái trí tuệ của chúng ta, và ngài biết được do trí tuệ của Đức Phật. Và đầu tiên là Sankara, các hành. Sankara, Sankara ở đây đừng lấy cái dịch bình thường á, đó là các hành. Nhưng mà Sankara có thể rất là nhiều nghĩa khác nhau. Sankara ở đây, nếu ở đó có cái từ thì đó gọi là Sankara. Cái từ trong quá khứ, chúng ta làm rất nhiều cái thứ trong quá khứ, tất cả những cái đó cũng gọi là Sankara, là các hành. Nó chờ cho cái hành động hiện tại, và nó cho cái quả, và nó cho cái nghiệp karma. Thì cái điểm chính đây là Sankara, là các hành. Sankara có thể là cái tốt, có thể là cái xấu, có thể là jhana, cũng gọi là Sankara, các hành. Và Sankara có thể là hành động của thân, miệng, thân khẩu, ý. Và tất cả cái này gọi là Sankara, các hành. Và Vikara, nếu chúng ta dịch rằng bình thường á, nghĩa là thay đổi. Chúng ta có Vikara Rupa. Như khi chúng ta có thể nói rằng như là thân biểu chi, khẩu biểu chi. Nhưng mà thế giới hiện đại bây giờ, thế giới bây giờ dạy tương tự như là về nói về cái tâm lý học chẳng hạn. Nhưng mà người mà họ hay động như thế này thì tâm họ như thế này, rồi tâm lý, tâm lý học như bây giờ nói hiện theo kiểu hiện đại bây giờ, và Đức Phật biết được rằng theo cái tính cách của họ thì tâm của họ là như thế nào, dựa trên cái hành động của họ, như là cái hành động của chúng ta, hành vi của chúng ta là thể hiện là cái mong muốn bên trong cái tâm của chúng ta. Và chúng ta nói là thân biểu trì hay là khẩu biểu trì. Và đó gọi là Vikara. Thực ra ở đây, ví dụ như ở đây, cái người mà có đức tin hay người không có đức tin, làm thế nào chúng ta có thể biết được, phân biệt được người có đức tin, người không có đức tin, để chúng ta thấy được người đó chấp nhận như thế nào, chấp nhận ba sự thực hành như thế nào, và họ thực hành như thế nào, để theo cái hành vi của vị đó, là cái suy nghĩ của vị đó, cái sự thực hành của vị đó, chúng ta có thể biết được vị đó có đức tin, có tín tâm hay không có tín tâm, có đức tin hay không có đức tin. Và Đức Phật có thể biết được cái hành vi và có thể biết được cái tâm của người đó. Và thực ra nhiều khi chúng ta không nhìn cái hành vi, nhưng mà Đức Phật có thể biết được cái tâm của vị đó, của những người đó, tại vì do cái thân tâm của ngài. Nhưng biết cái hành vi rất là đơn giản đúng không? Chúng ta không cần thần thông mà chúng có thể thấy được hành vi, hành động của người đó bằng cách học, chúng ta có thể biết được. Như là chúng ta học về cái biểu hiện của thân chẳng hạn, cái ngôn ngữ của thân chẳng hạn. Rất nhiều cách khác nhau để đọc tâm người khác bằng cách là nhìn cái thân của chúng ta. Cái ngôn ngữ thân của chúng ta, Lakkhana ở đây. Cái đặc tính như là đặc tính tự nhiên của tâm, của sắc, của danh, của sắc, và vân vân, tất cả mọi thứ. Cái đặc tính tự nhiên của gọi là Lakkhana. Cái đặc tính. Và Nibbana. Nibbana là cái mục đích của chúng ta là Nibbana, Niết Bàn. Và cuối cùng là Panyati. Panyati này là chế định. Là chúng ta biết chế định. Nhiều khi chúng ta nói là chế định ở đây, chúng ta có thể hiểu sai, hiểu lầm. Vì cái chúng ta rất nhiều cái chế định khác nhau. Nếu mà chúng ta nói ngắn gọn là tóm tắt lại, thì chỉ có hai danh chế định và vật chế định. Là chúng ta nói về cái danh chế định ở đây, chúng ta đặt tên. Ví dụ như là đây, chúng ta cái nhà này gọi là
là cái nhà, cái phòng làm bằng gạch, xi măng, rồi gỗ, rồi sắt. Khi chúng ta thấy cái hình dáng, chúng ta thấy là đây là cái ngôi nhà. Và tương tự như vậy, cái cành, lá, thân, rễ là chúng ta gọi là cái cây. Thì đó là danh chế định. Chúng ta đặt tất cả những thứ hữu tri hay vô tri là chúng ta bằng cái tên đó chúng ta có thể giao tiếp với nhau. Thì đó gọi là danh chế định. Và không chỉ vậy, chúng ta cũng có như là cái tên của những cái sách, cái chân đế, ví dụ như phát xạ, xúc, tâm. Đó cũng là tên, danh chế định. Nếu không có cái chế định này, chúng ta không thể nói được. Thì danh hay là sắc, chúng ta phải đặt tên. Đây là danh, nama. Đây là cái tâm này, tâm này, tâm kia, chúng ta phải đặt tên. Đặt tên, đó là danh chế định. Và khi mà chúng ta dùng tên ở đây, thì những thứ mà vật chế xuất định trong tâm của chúng ta, đó là vật chế định. Khi chúng ta nói về nhà, thì nói cái tên như vậy, thì trong cái tưởng tượng của chúng ta thấy được cái hình cái ngôi nhà hiện trong tâm của chúng ta, thì đó là vật chế định. Thì rất là nhiều cái chế định khác nhau, ví dụ như là dài và ngắn, đó là chế định. Như là bằng cái sự so sánh chúng ta có thể biết được cái dài và ngắn. Như là chúng ta so sánh, ví dụ như là đây, cái đồng hồ ở đây, và cái micro nó cao hơn cái đồng hồ. Nếu chúng ta nói như là cái micro và cái tripod ở đây, thì cái tripod này là sẽ cao hơn. Nếu chúng ta so sánh ở đây, dài, ngắn, cao, thấp, và đó cũng là chế định. Upanida Panyati. Và so sánh chế định, và rất nhiều loại chế định khác nhau. Đó là Panyati, chúng ta gọi Bali, Bali gọi là Panyati. Và Đức Phật cũng biết tất cả Panyati, tất cả chế định, bằng do chính cái trí tuệ của Ngài, mà không có bất kỳ thầy nào dạy, mà đó là Sama Sambuddho, Chánh Minh Trì. Và hôm nay, thầy chỉ dạy xong là hai học văn của Đức Phật, hai đức của Đức Phật. Và thứ bảy tuần sau, hay là chủ nhật tuần sau, thầy sẽ không ở đây. Khi mà thầy quay về trở lại đây, thầy sẽ tiếp tục giảng dạy pháp cho chúng ta. Và như vậy, khi mà chúng ta đi phát triển về PT hỷ giác chi, chúng ta phải niệm ơn Đức Phật. Càng sâu sắc chúng ta hiểu về học ơn của Đức Phật sâu sắc bao nhiêu, thì chúng ta càng cái hỷ lạc càng mạnh bấy nhiêu, cái hỷ càng mạnh sanh khởi. Và lần này qua lần khác, thì tâm của chúng ta không có đủ mạnh, hay tâm của chúng ta mà quá là khô khan, không có sẵn sàng, thì chúng ta niệm ơn Đức Phật. Và trong làm như vậy thì chúng ta có thể phát triển được hỷ giác chi, Piti Sambojanga, hỷ giác chi. Và mong tất cả chúng ta có đủ khả năng thực hành ba sự thực hành. Và mong tất cả chúng ta chứng ngộ Niết Bàn và kết thúc tất cả khổ đau, chứng ngộ Niết Bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Thế chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào? Như sự khác biệt giữa Đức Phật quá khứ. Vì hỏi là một số Đức Phật dạy luật, một số Đức Phật thì không dạy luật. Thì vì đó phải nghĩ rằng tại sao một số thời Đức Phật dạy luật, một số thời Đức Phật lại không dạy luật. Nếu mà rất là nhiều tỳ kheo không có làm phá giới, phạm giới, thì Đức Phật sẽ không có đưa ra những luật nặng. Nhưng nó phụ thuộc vào họ làm phạm giới như thế nào. Điều đó không nghĩa rằng là một số Đức Phật đặt ra cái giới luật nhưng không có quá nặng. Ví dụ như là ở đây, chúng ta truyền thống của chúng ta là có bốn parajika, là bất công trụ, rất là nguy hiểm, đúng không? Bốn giới bất công trụ, parajika, và không tốt, cái này cũng không tốt. Tất cả những cái giới, rất nhiều loại giới khác nhau.
Nhưng mà cái tuổi thọ Đức Phật mà sinh xuất hiện ở cái thời kỳ tuổi thọ của con người khác nhau. Thì những tuổi thọ lớn hơn thì có rất là nhiều. Cái những thời đuổi đó con người rất họ rất là giới đức, nên là không, cái vị tỳ kheo không có phạm những cái giới nào. Như là có vì hỏi là có Đức Phật nào khác ở ngân hàng khác không, thì hai Đức Phật không để xuất hiện cùng một lúc cùng một thời điểm. Vì nó là ngân hàng khác, như là cái thế giới, cái có thế giới khác của chúng ta. Có Đức Phật nào xuất hiện cùng một lúc không thì nó là không, không thể có hai Đức Phật xuất hiện cùng một thời điểm. Đó, nếu mà phân biệt, câu hỏi tiếp theo, phân biệt về danh sắc. Như Đức Phật nói là chúng ta tránh xa tất cả những cực đoan. Thì thầy nói Đức Phật không có nói những cái, như là cái hai cái cực đoan ở đây, đó là chìm đắm trong dục lạc, và cái thứ hai đó là khổ hạnh. Nếu chúng ta nói anatta vô ngã ở đây, thì anatta vô ngã ở đây không phải là cái cực đoan. Một câu hỏi của một vị cư sĩ. Bây giờ vị đọc đâu đó thì cái ngã đây là cực đoan, nhưng mà đó Đức Phật không có dạy vậy. Thầy nói Đức Phật không dạy thế. Để vô ngã đây không phải là cái cực đoan. Vô ngã đây không phải là cái cực đoan. Kiểu chúng ta phân biệt danh sắc, chúng thấy được đó là vô ngã, thì việc hỏi tiếp tục thì đó có phải là cái cực đoan hay không? Cái đó không phải cái cực đoan. Ví dụ như là đây, cực đoan hay quá mức ở đây, nghĩa là nó tránh xa, nó quá xa với ba chánh đạo, thì đó gọi là cực đoan. Tất cả những thứ đó mà nằm trong ba chánh đạo thì đó không gọi là cực đoan. Và cái Đức Phật không có nói rằng cái vĩnh cửu, về cái vĩnh hằng, thì đó là những cái tà kiến về cái sự vĩnh hằng vĩnh cửu. Về nói về tại vô ngã ở đây, vô ngã về nó phụ thuộc vào chúng ta thấy nama danh sách như thế nào, nama rupa như thế nào, như là cái khối tưởng. Ví dụ về khối tưởng này, đầu tiên là khối tưởng về tánh tương tục, như là cái tâm là sanh khởi rồi một cái theo tứ tự. Nếu chúng ta biết cả cái chuỗi, cái dòng tâm, thì chúng ta có thể phá hủy được cái tánh, cái khối tưởng của tánh tương tục. Chúng ta có thể thấy được khi mà chúng ta phá hủy được khối tưởng về cái tánh tập hợp, như tất cả một cái tâm, cái sanh na tâm, thì rất nhiều tâm sở sanh khởi và cùng một lúc sanh cùng một lúc. Khi chúng ta có thể thấy phá được cái tập tính tương tục này, thì chúng ta có thấy được những cái tính là tính là cần, không phải đơn giản. Chính vì thế mà chúng ta không được nói là cực đoan, mà nó bao gồm trong ba chánh đạo, và đó là chánh kiến. Về vi diệu pháp, một câu hỏi đây thì cái vị tỳ đây có phải Somanasa hay không, thì chắc là vị hỏi vậy. Thầy hỏi là vị, như là vị hỏi, thầy hỏi là thế sự, vị hỏi gì vậy? Và theo vi diệu pháp thì tại vì hỏi là sư học bao nhiêu chương của vi diệu pháp rồi, tại vì bảo học cho một hai chương gì đó. Thầy hỏi là bao nhiêu chương sư đã học, bao nhiêu chương vi diệu pháp? Vì đã học về tâm và sắc. Nhưng vì không có, thầy không hiểu câu hỏi của vị đó. Như là tại sao sư nghĩ ra cái đó được? Như là thầy bảo sao sư mới tưởng tượng những cái như vậy nhỉ? Khi ở đó có Somanasa thì sẽ có Piti, sẽ có Hỷ, có Somanasa thì sẽ có Hỷ, có Hỷ, chỉ có Jhana, là Jhana ở đây. Ví dụ như là Tam Thiền thì sẽ không có Piti, không có Hỷ, nhưng có Lạc, Sukha. Tam Thiền. theo Abhidhamma thì đó là Tứ Thiền, nhưng mà theo bình thường là Tam Thiền. Còn nếu theo Abhidhamma còn đó là Tứ Thiền.
Vậy là cái vấn đề ở đây đúng không? Như là biết, thầy phải biết một chút thì đó đến là cái khổ ở đây, cái vấn đề ở đây. Nếu mà biết cả thì tốt, nhưng mà biết cái tí tẹo vậy là nguy hiểm. Đấy là cái vấn đề. Biết chút chút là cái vấn đề. Nói to một chút. Said all. She said when she practiced Buddha Anusati, by chanting Namo Tassa, and then she started crying already. So does crying mean the pity or the sadda? So should she continue crying or stop crying? Thầy không biết rằng tại sao cô lại khóc. Cái này khó để mà nói đúng không? Tại sao cô khóc? Khi cô khóc có thể là sầu ưu hay là hỉ? Thầy không biết được. Vì này vì nói rằng khi mà chúng ta thấy được cái so sánh mà kém hơn thì đó vì mà không phải là cái kiêu mạn, khi mà sinh ở cái thấp kém chẳng hạn, thấp kém thì đó là cái ngã mạn thấp, về cái thấp kém, so sánh về thấp kém. Còn cái gì khác nữa? Không ai hỏi nữa. Giờ khi mà chúng ta có cái thời tiền tốt, chúng ta có những kinh nghiệm, mà để muốn chúng ta tự nhiên chúng ta muốn ngồi lâu hơn, nhưng mà khi ra khỏi xả tiền thì về đây không thấy, mà thấy rất là đau, giống như cái thân rất là đau đớn. Như là chúng ta bài thực hành thiền, chúng ta có thể làm cái thân chúng ta khỏe mạnh được không? Hay là chúng ta sẽ làm cái thân chúng ta bền đến cái đầu chúng ta thôi? Thực ra đây, nếu mà chúng ta có gan định, hỷ lạc, mà chúng ta giữ hành thiền, đi đứng bất kỳ lúc nào, thì không thành vấn đề lớn. Ví dụ như chúng ta ngồi lâu đúng không? Sau khi đó chúng ta phải đi kinh hành đúng không? Đứng thiền chẳng hạn. Chúng ta phải cân bằng tất cả những tư thế, ba tư thế. Nếu chúng ta quân bình được tất cả những tư thế như vậy thì sẽ không thành vấn đề lớn. Điều đó nghĩa rằng, nghĩa là có thiền trì đè nén cái đau đúng không? Thì cái đây là một điều đó nghĩa rằng là đây. Sau khi chúng ta đứng, vì bảo vì đứng lên thì thấy đau đúng không? Thầy hỏi. Trong trường hợp này, lúc đó nếu mà đi kinh hành thì không thể vấn đề, hoặc là đứng thiền thì không phải là vấn đề lớn. Nếu chúng ta phải quân bình tất cả các oai nghi tư thế, chúng ta ngồi chúng ta sẽ có định tốt hơn, khi chúng ta đứng thì chúng ta có tinh tấn nhiều hơn. Chúng ta phải quân bình tất cả những cái yếu tố đó, đi, đứng, ngồi. Chúng ta còn gì nữa? Thầy không hiểu. thầy không hiểu vì hỏi gì. thầy bảo nghĩa là cái gì vậy?
Nếu chúng ta lười biếng thì là phiền não. Nó phiền não rồi thì làm sao mà chúng ta có nhàn án, có cái trí được. Thầy không hiểu cô. Như là nếu mà chúng ta, như thầy nói, chúng ta học ở trường Bali, như là tối thiểu là sự phải học 5 trường của Vị Diệu Pháp, chứ có mỗi có 2 trường thì ít quá. Said, he has somebody teach that when he practices the Buddha Nusati, so he should recite the Arang 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 continuously, or he need to analyze the all individual in detail the quality of the Arang. Said, so nghĩa là cái tụng đây không phải quan trọng, mà chúng ta biết được, hiểu được sâu sắc trong tâm của chúng ta thì đó là đủ. Như thầy đã nói, ví dụ như là đây, xa được phiền não. Xa phiền não là 10 cái phiền não. 10 phiền não rất là nhiều, đúng không? Chúng ta có thể nói rằng là người Đức Phật là xa thì cái tham ái. Chúng ta thì chỉ có niệm ân đó. Chúng ta nói arang, không thành vấn đề. Nhưng mà thì chúng ta chỉ hiểu sâu sắc là Đức Phật xa cái phiền não, xa phiền não. Và ngay cả Anapanasati hơi thở vậy, khi chúng ta biết hơi thở vô ra như vậy, thì chúng ta rất là bận rộn, đúng không? Tâm chúng ta bận rộn. Chúng ta đếm vô ra một, vô ra hai. Nếu chúng ta chỉ đứng để đặt tâm đó và biết hơi thở đó sẽ thoải mái hơn. Tương tự như vậy, niệm ở Đức Phật cũng vậy. Nếu chúng ta biết được, chúng ta tụng arang thì tâm chúng ta bận rộn. Chúng ta biết được không ăn của Đức Phật, đó là đủ, quan trọng hơn, rất quan trọng hơn. Vì hồi là cái lần trước thầy nói với người mình đệ tử và học viện hành thiền và 6 năm liền mà vì chơi với đùa giỡn cái nimitta, thay đổi cái nimitta, thì trong cái thực hành đó họ không có những cái bước mà cụ thể, nhưng bây giờ họ thay đổi rồi, trên đó họ thay đổi. Và cũng họ cũng phân biệt cái thân làm thành cái phân tử vô thường của vô ngã như vậy. Nhưng mà ở đây, trong cách của họ ấy, như là họ mở rộng cái ánh sáng, của họ ra. Với cái ánh sáng đó, họ thấy rất là nhiều thứ khác nhau. Họ muốn thấy rất là nhiều thứ khác nhau. Đó là cách mà họ tự hành, họ luyện. Thì như vậy, cái đó không có tốt. Không tốt cho sự tự hành cao hơn. Không tốt cho sự tự hành Vipassana. Và nó tốt cho cái sự hiểu biết của họ thôi. Họ kinh nghiệm rất nhiều thứ khác nhau. Họ thấy rất là nhiều cái thứ khác nhau tại vì cái ánh sáng. Thì cái ánh sáng mà họ phóng cái ánh sáng ra từ gần tới xa, từ gần tới ra xa. Thì như vậy. Thì chúng ta còn câu hỏi nào khác nữa? Rồi, sau khi Đức Phật mà ví dụ như là ở đây, như là trên phước đây, nhiều khi Đức Phật giảng xong bài pháp, như là trong bài kinh tiên, trong Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, bài kinh đó Đức Phật nói về tứ đại và rất nhiều thứ khác nhau, rất là sâu,
rất là sâu và rất là cao. Người ta không hiểu Đức Phật dạy cái gì, nên là không thể nào mà tùy hỷ được phước được. Và nhiều khi họ muốn nào họ muốn một thứ nhưng Đức Phật dạy một thứ nên là họ không có thể hoan hỷ được. Nabi Nandi, nghĩa là họ không có tùy hỷ được. Rất nhiều lý do khác nhau ở trong Majjhimanikaya là bài kinh đầu tiên trong Trung Bộ Kinh. Sayadaw, he asked that he wants to learn the nine qualities of the Buddha in detail, Sayadaw. So can Sayadaw introduce any of the books or in Atthakatha or in which sutta can he learn from Sayadaw? Chúng ta có thể học Buddha Nusati, Samadhiya, chú giải, và ở trong Thanh Thiền Đạo Visuddhimagga. Và thầy không biết là cuốn sách nào nữa, thầy không nhớ nữa. Và đối với người Miến Điện thì rất là nhiều cuốn sách của người Miến, tiếng Miến. Nhưng mà nếu mà người mà đọc tiếng Anh thì ở trong Visuddhimagga, trong Thanh Thiền Đạo thì sẽ rất là tốt nếu mà chúng ta đọc tiếng Anh. Samadhika về chú giải thì cái đó không phải dễ dàng. Những cái thứ lớp của thực hành của Buddha Nusati, như là bao nhiêu bước để chúng ta thực hành Buddha Nusati, niệm Đức Phật, thì ở đây đối với những người mà đã chứng được Jhana, chứng thiền, thì dễ dàng hơn. Khi chúng ta nhập vào Jhana, nhập tường thiền, chúng ta có cân định và tâm chúng ta, và chúng ta hình dung ra hình ảnh của Đức Phật, hình ảnh mà bức tranh Đức Phật mà chúng ta thích, hay tượng Phật chúng ta thích, và chúng ta bắt đầu nhớ lại hồng ân của Đức Phật, niệm hồn của Đức Phật và ý nghĩa, và chúng ta niệm A-răng, và chúng ta hiểu được nghĩa, và chúng ta thấy được hình ảnh của Đức Phật ở trong cái tầm nhìn của chúng ta. Và ngay cái lúc ban đầu thì tâm chúng ta không có ổn định, nhưng về sau từ từ tâm chúng ta trở nên ổn định và chúng ta có thể thấy được Nimitta. Nó phụ thuộc vào cái tâm chúng ta mạnh đến mức nào. Và đối với những người mà chưa kinh nghiệm Jhana có thể làm được, nhưng mà không phải dễ dàng. Chúng ta phải hình dung hình ảnh của Đức Phật, tượng Phật, hình Phật, và tương tự như vậy chúng ta cũng phải làm như vậy, và chúng ta phải niệm hồng ân của Đức Phật. Sẽ xuất hiện hình ảnh của Đức Phật, sẽ xuất hiện và mất đi lần này qua lần khác. Thì chúng ta còn cái gì khác nữa không? Đối với người thân, thân quyến mà muốn về thực hành, thân làm niệm Đức Phật như thế nào? Là nhiều người nghĩ rằng niệm Đức Phật chỉ là tụng kinh không thôi. Nhưng nếu mà cách mà đúng đắn để cho người thân của chúng ta, thân quyến của chúng ta có thể học để thực hành niệm Đức Phật, thì như thế nào, chúng ta phải thấy có cái tiêu chuẩn như thế nào để họ có thể thực hành niệm Đức Phật được. Thì ở đây, nếu chúng ta nói rằng niệm Đức Phật ở đây, chúng ta phải thấy được hình ảnh, thấy được Đức Phật. Nếu chúng ta thấy tượng Phật hay là giống như Đức Phật đang hiện tiền, chúng ta phải cảm giác như là Đức Phật đang gần chúng ta, hay chúng ta thấy được Đức Phật đang hiện tiền ở gần chúng ta, trước mặt chúng ta, và rất là ổn định, thì chúng ta có thể thấy nói đó là chúng ta thấy Nimitta. Khi mà nó trở nên rất là sáng, rất là ổn định, thì chúng ta có thể nói đó là Patipanga Nimitta, và chúng ta có thể chứng được có được cân định. Thì đó là cái tiêu chuẩn, là cân định. Cân định đây là cái tiêu chuẩn của Buddha Nusati, niệm Đức Phật. Và nữa, cái người mà chưa chứng được Jhana, niệm Đức Phật là để khởi sanh cái hỷ lên, chỉ để khởi sanh cái hỷ vậy không? Nó phụ thuộc, thầy nói nó phụ thuộc. Chúng ta không thể nói một cái chính xác được. Nó phụ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi người, kinh nghiệm khác nhau.
một số cái người không phải Phật tử, họ không biết học Đức Phật và không muốn niệm Đức Phật. Một số người Phật tử, họ là Phật tử và họ rất là quen với học Đức Phật và họ muốn niệm Đức Phật. Mặc dù họ niệm Đức Phật nhưng mà họ không thấy cái hỷ là chúng ta không được dạy cho những người như vậy. Mặc dù khi mà niệm Đức Phật chúng ta thấy hỷ là hỷ an tịnh thì chúng ta có thể làm, đó là cái nền tảng. Nó thể làm cho tâm chúng ta ổn định. Khi tâm chúng ta mà ổn định, chúng ta quay về cái đề mục thiền chính của chúng ta, Anapana, tứ đại hay là những cái đề mục thiền khác. Nghĩa là vì nói có phải là Đức Phật thuyết bài pháp mà đệ tử không có tùy hỷ. Thì có, ví dụ như là đây, cái bài kinh đầu tiên trong Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya thì khéo đó rất là ngã mạn, tại vì nó cho ở vị đó ngã mạn về pháp học của vị đó, kiến thức của vị đó, và họ nghĩ rằng Đức Phật sẽ dạy pháp là chỉ ở về là ngữ pháp rồi, là chúng ta ba tính rồi 12 cái như là cái chia động từ, như là số ít, số nhiều, người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba là không nhiều như vậy. Thì vì nó nghĩ như vậy, chúng ta biết tất cả những thứ như vậy, thì vì chúng ta có cái ngã mạn như vậy, chúng ta ngã mạn về cái vị đó, vì ngã mạn về cái học của vị đó, nên Đức Phật dạy bài pháp rất là cao siêu, nên để vị đó không hiểu được, thì không phải là cái trình độ của vị đó. Thì sau đó, thì vị đó không còn ngã mạn về cái tuệ, cái sự hiểu biết của vị đó nữa, và Đức Phật bắt đầu với dạy tiếp. Said, oh yes, that he know that some of the meditators in the retreat, there are 70% of them, they are non-Buddhists, but they can only recite the arahang, arahang, arahang. After that, their whole body is shaking, even they are sitting or standing or walking. So is that, he asked, what does that mean, and is that the close to the accept concentration? Cái đó không phải đâu, chưa có định gì hết đâu. Cái đó không phải. Cái thân mà nó không có định, nó không có dùng gì, dùng lắc, nó không phải là cần định đâu. Cũng không phải là định. Cần định ở đây. Định ở đây. Thì thân phải ổn định, chứ không có dùng lắc đâu. Cái đó không có. Bất kỳ cái định nào là thân cũng phải rất là ổn định. He asked that he don't understand why the 80% or 90% of those the person in the retreat, after practice for a short time, about 15 minutes, and then the whole body, they're shaking the whole body, and then they shake like that until 2 to 3 4 hours, and then they're shaking like that. So he don't understand what does that mean, what is the state of mind. Nghĩa là thầy không biết là sư dạy như thế nào nữa, nó phụ thuộc vào họ hành như thế nào và dạy như thế nào. Nếu mà cái thần dùng như vậy, chắc chắn là cái lỗi gì đó sai, chắc chắn có gì sai, nên không biết cái người dạy là dạy kiểu gì. Như vậy nói về trong chú giải hay phụ chú giải, nghĩa là một điều đó ở đây thầy nói.
Về nói về chú giải đây chẳng hạn. Về chú giải đây. Để giải thích cái điều gì đó, chúng ta phải lấy một cái nguồn Bali từ trong chánh tạng. Ví dụ như trong Thanh Trì Đạo Visuddhimagga. Khi mà Đức Phật muốn giảng, muốn giảng cái điều gì đó mới, thì họ sẽ lấy Parisampadamagga, Anapanasati hay về Jhana. Chúng ta phải tìm trong Parisampadamagga. Chúng ta đánh rồi tam tạng, đánh cái từ đó chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái từ đó, nguồn đó trong Visuddhimagga. Nếu mà không có nguồn Bali thì họ sẽ không có giải thích ở trong chú giải. Họ lúc nào cũng giấy từ trong nguồn Bali, trong phụ chú giải như thế, sơ giải như thế, là họ sẽ lấy trong chánh đạo và giải thích ra trong sơ giải. Ví dụ như là ở đây, thầy không thèm nhớ chính xác. Ví dụ như Sanyutta Nikaya chẳng hạn, tương bộ kinh chẳng hạn, có rất là nhiều, cả trăm. Thầy không nhớ biết bao trăm, có thể cả ngàn. Rất là nhiều bài kinh là mất ở Sanyutta Nikaya. Nhưng mà khi chúng ta đọc và chú giải, phụ chú giải, thì trong rất là nhiều cái nguồn ở trong Sanyutta Nikaya, nhưng chúng ta không tìm thấy ở trong Sanyutta Nikaya. Một điều nữa ở đây, thực ra chúng ta có danh sách như là cái số của những bài kinh là bao nhiêu ngàn cái pháp. Chúng ta đếm một cách cẩn thận thì sẽ không có những con số như vậy. Là rất nhiều bài kinh mà chúng ta bị mất. Điểm chính ở đây. Và cái người chú giải sư thì Athakata là chú giải. Và Tika là sơ giải. Padinika Desana ở Pali. Và một số, nhiều khi, Đức Phật cũng dùng. Là Ngài cũng phân tích. Trong luật, chúng ta có thể tìm thấy trong Vinaya. Và ngay cái chú giải đó là Đức Phật phân tích. Khi chúng ta đọc Tâm Sang Ngân Ý, Bộ Pháp Tụ là Athakata Kanda. Về chú giải là ngay Đức Phật là Ngài phân tích. Chính vì thế rất nhiều bài kinh chính Đức Phật là Ngài phân tích ra và nó trở thành chú giải. Và một số là do các vị A-la-hán, ví dụ như Ngài Sariputta, Ngài Mahamoggallana, Ngài Ananda v.v. là Ngài phân tích ra, nó trở thành chú giải Athakata. Và sau đó Ngài Buddhaghosa là Ngài gom lại tất cả với nhau. Ngài muốn để viết tóm tắt lại. Thì chính vì thế bây giờ chúng ta có chú giải mới, chúng ta có thể nói là như vậy. Và nữa, chúng ta còn bất kỳ câu hỏi nào nữa để nói về chú giải đây. Thì vì đó vì nói một cái bài viết ở Tức Lan là Ngài Buddhaghosa là dịch từ kinh điển Pali. Và sau khi Ngài Buddhaghosa mà dịch xong tất cả thì phiên bản mới, như tại sao mà vì đó giữ cái viết ra thêm một bản khác nữa, một bản copy nữa, tại sao lại như vậy? Thì vì đã hỏi thầy và thầy không biết. Thầy không biết cái câu chuyện ở đâu ra, thầy chưa nghe bao giờ. Thì đó là một cái vị câu hỏi của vị sư. Mà thầy nói thầy chưa nghe cái câu đó, cái câu chuyện đó bao giờ. Thì thầy bị hỏi tiếp, có thật không? Là chú giải. Ở trong Sutta Pitaka, trong Tăng Kinh. Nếu chúng ta đọc bây giờ là có phải là cái bản dịch của Ngài Buddhaghosa không? Thầy nói không phải. Cái đó là cái thứ rất là buồn cười. Cái đó không thể. Ngay cả chú giải cũng không phải tất cả. Và không phải là Ngài Buddhaghosa ngày lúc ban đầu là ngày Buddhaghosa nói, cũng công nhận là ngày nói ngày chỉ dịch, nhưng có thể là có những cái lỗi sai. Ngài cũng nói, Ngài Buddhaghosa cũng nói, ngài nhận khi ngài nói về
là 500 năm là giáo pháp của Đức Phật, là khác với trong Nikaya. Như là ngài nhận, như là vì nó là cái chữ giải sư của thời xưa, là vị đã dịch lại. Như là vị chính vị vị cũng không tin điều đó nữa. Và một điều nữa là một cái nguồn khác ở đây nữa. Cái nguồn khác ở đây ở trong Majjhima Nikaya, trong Trung Bộ Kinh, khi chúng ta dịch bài kinh đó, vị nói rằng vị đó bảo rất là xa với cái trí hiểu, sự hiểu biết của vị đó, như là ngài Buddha Gosa, như là vị đó chưa có kinh nghiệm với điều đó, nên là vị đó như là vị chưa dịch theo những chú giải sư trước đã dịch, chứ vị đó không có. Và vị đó cũng ghi nhận như vậy, vị đó nói như vậy, như là cái tư tưởng của vị đó. Một số vị Acharya, một số vị thầy, một số học giả Masumathera và vân vân, là nhiều khi họ cho cái tư tưởng của họ, cái ý tưởng của họ vào. Nhưng vì đó là chỉ là người dịch thôi, chứ không phải là người viết ra. Như một số người bây giờ dạy họ cũng chế ra rất nhiều thứ khác nhau, và cuối cùng bây giờ có phải là bây giờ nhiều khi họ thành viết thêm một chú giải mới, phút sớ giải mới. Nếu mà vì đó so sánh với Tibetaka thì được phép phải theo tâm tạng, như thầy đã nói trong chú giải. Tất cả khi vị đó muốn nói gì mới, vị đó phải lấy cái nguồn dẫn chứng từ chánh đạo, từ Pali, chứ không thể nào lấy tư tưởng riêng vị đó. Nhưng trong phụ chú giải cũng vậy, vị đó cũng phải lấy ra cái nguồn của Bali trước và vị đã phân tích ra, chứ nếu không thì sẽ không được chấp nhận. Thế chúng ta còn câu hỏi nào nữa? Nếu không có câu hỏi nào, chúng ta sẽ dừng tại đây. Chúng ta chia phước. Idame bunyang asawakaya vahang hontu Idame bunyang nibbanasa pachyo hontu Nama bunyabhagam sabhasatthanam pachyemi Esape me samang bunyabhagam dapandu Sadhu, sadhu, sadhu.